Chào các bạn, thực ra thì cái quá trình nhân đôi của ADN ấy nó sẽ diễn ra qua ba bước chính như sau các bạn ạ. Bước thứ nhất nó sẽ là tháo xoắn enzyme. Bước 2 là nó sẽ tiến hành là tổng hợp mạch mới ADN. Enzyme ADN polymerase nó sẽ xúc tác và hình thành một cái mạch mới theo cái chiều 5 phẩy và 3 phẩy, ngược chiều với mạch khuôn, mạch khuôn. Và các nu trong cái môi trường nội bào nó liên kết với nhau bởi nucleotide của mạch làm khuôn theo nguyên tắc bổ sung, phải không ạ? Nguyên tắc bổ sung ATGX, được chưa? Trên cái mạch khuôn 3 phẩy và 5 phẩy, mạch mới được tổng hợp liên tục, các bạn hiểu chưa? Trên cái chiều 3 phẩy là 5 phẩy thì mạch mới nó được tổng hợp liên tục, các bạn lưu ý nhé. Và trên chiều 5 phẩy và 3 phẩy, mạch mới được tổng hợp gián đoạn tạo thành các gì các bạn? Các đoạn, người ta gọi là Okazaki, được chưa? Sau đó các đoạn Okazaki này nó sẽ được nối lại với nhau nhờ enzyme nối là enzyme lysaga. Đấy. Và bước 3 là nó sẽ tiếp tục tạo thành hai phân tử ADN con, hoặc là hai phân tử ADN con. Thì các mạch mới được tổng hợp đến đâu thì hai mạch đơn xoắn đến đó và tạo thành phân tử ADN con. Trong đó có một mạch mới được tổng hợp, còn mạch kia là ADN ban đầu, hay là còn gọi là ADN mẹ, được chưa? Đấy, đây là quá trình nhân đôi, các bạn hiểu tóm tắt như sau. Rồi,